Xe của ta đây rồi. Đi thôi nào.
Hôm nay giới thiệu với các bạn các kênh mới của Cu Lì. Các bạn hãy đăng ký theo dõi nha. Và các bạn ơi, đây, cái thứ nhất là Cu Lì TV. Các bạn gõ vô, đây là kênh thứ nhất của Cu Lì. Sau này, này chọn cái biểu tượng logo nè. Đó. Qua phần video đây rất nhiều video để mình xem. Wow. Và sau này đó, Cu Lì sẽ up Doraemon Nobita vào cái kênh mới. Đây, kênh này. Doraemon Toy. Những video mà không có tay á, Cu Lì sẽ gắn Cu Lì up vô đây. Sẽ làm những video không tay ở trong đây, chỉ chuyên về Doraemon thôi. Các bạn hãy đăng ký nha. Và đây, Doraemon chế, đồ chơi Doraemon, xe đồ chơi Doraemon. Các bạn hãy subscribe đi, sau này Cu Lì sẽ phát triển ra và Cu Lì sẽ đăng những video vô đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới. Còn kênh Cu Lì TV đó là Cu Lì chỉ up siêu nhân với là linh tinh thôi. Không có up Doraemon đó nữa. Cảm ơn các bạn.